Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hồi tố, lật lại hồ sơ tham nhũng của giới lãnh đạo cấp cao hay không? Tại hội nghị Trung ương khóa 13 vào sáng ngày 3 tháng 8, ngay khi sự được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra cam kết sẽ tiếp tục duy trì công cuộc đốt lò của Tổng Trọng. Đồng thời, tân Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục chống tham nhũng với phương châm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Tô Lâm cũng cam kết tập trung phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết là từ những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy lùi tham nhũng vặt bằng nhiều giải pháp cụ thể, mở rộng chống tham nhũng tiêu cực ngoài khu vực nhà nước, góp phần làm trong sạch đảng và bộ máy của nhà nước. Cùng ngày 3 tháng 8, dưới sự chỉ đạo của Tô Lâm, Ban chấp hành Trung ương đã ra nghị quyết loại 4 ủy viên đương chức ra khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có một bí thư Trung ương kiêm Phó Thủ tướng, một trưởng ban và hai bí thư tỉnh ủy, do có những sai phạm liên quan đến quy định đảng viên không được phép làm. Nhưng đảng không cho biết các ông này đã vi phạm vấn đề gì. Họ vẫn giấu người dân. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của đảng có đến 4 nhân sự cấp cao phải chủ động làm đơn xin nghỉ cùng lúc vì nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Mặt khác, công luận cho rằng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái rồi cũng sẽ được hạ cánh an toàn để về quê làm người tử tế. Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra kết luận đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Khái vì sai phạm liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh lúc còn làm Tổng Thanh tra Chính phủ. Công luận đánh giá những nhận xét của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về sai phạm của ông Lê Minh Khái đã cho thấy mùi của củi lửa. Có lẽ từ đây trở đi, dưới sự chỉ huy của Tô Lâm sẽ không còn sự ưu ái giơ cao đánh khẽ đối với các lãnh đạo xin thôi chức như thời Tổng Trọng nữa. Câu hỏi đặt ra là liệu Tô Lâm có yêu cầu hồi tố và lật lại các hồ sơ tham nhũng của giới lãnh đạo cấp cao kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12, khi đảng mới khởi động công cuộc đốt lò để làm cơ sở cho việc tịch thu tài sản tham nhũng nộp lại cho ngân sách nhà nước hay không. Đây được cho là điều hết sức cần thiết để khắc phục sai lầm của Tổng Trọng trước đây. Theo đó, Tổng Trọng đã đưa ra chủ trương cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì miễn xử hoặc xử nhẹ và không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Điều này thể hiện rõ tại thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 về việc cho phép lãnh đạo từ Ủy viên Trung ương trở lên nếu tham nhũng khắc phục hậu quả nộp lại 3/4 tài sản tham nhũng và chủ động xin thôi chức sẽ được miễn truy tố hình sự. Đường lối này hoàn toàn đi ngược với quyết tâm chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh của ông Tổng Bí thư luôn luôn công bố và rêu rao trước bản thân thiên hạ trước đó. Con số tài sản tiền bạc mà nhà nước thất thoát mỗi năm bình quân không dưới 100.000 tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tư pháp cho biết trong năm 2023, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế đạt cao nhất từ trước đến nay là trên 89.000 tỷ đồng, trong đó 20.000 tỷ đồng từ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Công luận nhận thấy rằng việc Tô Lâm sẽ tiến hành hồi tố, lật lại các hồ sơ tham nhũng là việc làm hết sức cần thiết trên tinh thần không có vùng cấm và kể cả với lãnh đạo cấp cao nhất cũng phải xử lý triệt để, không có ngoại lệ. Đây là một nguồn thu không hề nhỏ để tái đầu tư phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hồi tố, lật lại hồ sơ tham nhũng của giới lãnh đạo cấp cao hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tô Lâm đưa Vũ Hồng Văn ngồi vào ghế Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chuyện có gì mà ầm ĩ tại hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Ban chấp hành Trung ương suy tôn để trở thành Tổng Bí thư, kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Từ một cựu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ sau có hơn 2 tháng, kể từ khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã nhanh chóng đoạt được chiếc ghế quyền lực cao nhất trong đảng. Điều đó cho thấy Tô Lâm là một chính khách tài trí hơn người. Trong nội bộ của đảng, ông đã tạo sóng, gây nên những bất ổn trong nội bộ của lãnh đạo thượng tầng, tạo điều kiện cho cá nhân ông giành được quyền lực tuyệt đối.
theo giới phân tích, khác với Tổng Trọng, một nhân vật điển hình cho sự giáo điều của bảo thủ, Tô Lâm là một người thực dụng, không tin vào những học thuyết mang tính giáo điều. Tô Lâm kém Tổng Trọng tới 20 tuổi, là người của thế hệ mới biết sử dụng máy tính, điện thoại thông minh. Đó là lý do thế giới quan của Tô Lâm tiến bộ hơn Tổng Trọng nhiều lần. Các nhân vật mà Tổng Trọng lựa chọn kế nhiệm cho ghế Tổng Bí Thư phải là những nhân vật lưỡi gỗ, có thể nằm lòng chủ nghĩa Mác Lênin như Võ Văn Thưởng hay Vương Đình Huệ. Đó là lý do vì sao trong danh sách nhân sự dự trù cho chức Tổng Bí Thư tại Đại hội 14 lại không có tên của Tô Lâm. Tuy Tô Lâm được đánh giá là nhân vật có quyền lực vô đối trong đảng, song trong thực tế, ông cũng chỉ là tay sai của Tổng Trọng. Tổng Trọng chỉ đâu, Tô Lâm đánh đấy. Kết quả là tiếng thơm của Tổng Trọng được chọn, ngược lại những chuyện bê bối, bẩn thỉu thì ông Trọng đổ hết cho Tô Lâm. Vụ bắt cóc Trịnh Văn Thanh tại Đức, nếu không có chỉ thị từ Tổng Trọng thì Tô Lâm có ăn gan hùm cũng không dám vi phạm luật pháp quốc tế vì có thể bị kỷ luật như trời. Đó cũng là lý do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải tạo dựng phe cánh bài binh bố trận với trăm mưu ngàn kế để có thành quả như ngày hôm nay. Bất chấp việc các thế lực kình địch trong đảng đã và đang hợp sức chống lại tân Tổng Bí Thư, cho rằng ông không có đủ tư cách, đạo đức cũng như phẩm chất để trở thành người đứng đầu của đảng và nhà nước. Trên cương vị Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước trong thời gian còn lại của Đại hội Đảng 13, với mục tiêu trở thành Tổng Bí Thư tại Đại hội 14, Tô Lâm phải củng cố lực lượng để tiến hành thâu tóm tất cả các chức vụ quan trọng trong đảng và nhà nước cho đàn em và cộng sự Hưng Yên của ông. Mới đây, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm cơ quan này. Trong khi đó, có những đồn đoán cho rằng Tô Lâm đưa Võ Hồng Văn, vừa là đồng hương Hưng Yên, vừa là họ hàng bên vợ, vào chức vụ này để mà chuẩn bị cho ông ta ngồi vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay Trần Cẩm Tú, có thể đang bị đánh gục bất cứ lúc nào. Theo giới thạo tin, Vũ Hồng Văn là công an nghĩa vụ, không được đào tạo nhưng vì có quan hệ như trên nên được chuyển ngạch thành quân nhân chuyên nghiệp với quân hàm kịch khung chỉ đến thiếu tá. Vậy mà Vũ Hồng Văn vẫn có thể nhảy lên được cấp tướng cùng hoạn lộ thanh thang như đã thấy. Việc đưa được Vũ Hồng Văn về Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban này cũng nằm trong một lộ trình cài cắm chân rết của Tô Lâm vào các ban của đảng. Theo giới phân tích, việc Tô Lâm tạo dựng phe cánh, sử dụng các đồng hương Hưng Yên hay họ hàng thân thích và những vị trí trọng yếu là điều dễ hiểu. Nhưng nếu Tô Lâm không thực hiện việc bổ nhiệm người của mình một cách cấp tập như hiện nay, thì có lẽ công luận sẽ ít chú ý hơn và ít bất bình hơn. Điển hình là trước đó không lâu, Trung tướng Phạm Thế Tùng, người Hưng Yên được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an vào ngày 30 tháng 7 cũng vừa diễn ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm đưa Vũ Hồng Văn ngồi vào ghế Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.